thế còn nhắn tin em anh không? Tao cũng không ngờ được. Tại sao? Tao tưởng là mày là mày yêu nhau cơ. Tao sao giờ lại yêu con khác nhở? Tao biết con bé rồi. Hả? Người ta sẽ làm cái gì đó. Đi để ghen. Bây giờ mày còn mang chuyện tình cảm của tao để làm vlog à? Thì ra rõ chưa? Công việc của mày giờ thế thôi. À. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Mày nói cái gì hả con xanh kia? Mày nói cái gì? Tao hết cả một buồn rồi đây này. Nhìn đây này.
Mình nhìn trong bao đã đủ chắc rồi chứ. Rồi, nhưng mà bây giờ nhá, nếu mà để mà anh biết được thì cũng không hay đúng không? Tất nhiên là như thế rồi. Mày phải kín kín một chút, nói chuyện không cần phải trực tiếp. Với những cái loại như thế thì không phải mở mồm. Biết nó có gì không? Google má. Anh đâu? Google. Google. Nó có chị Google. Nó có chị Google. Cần nói thì đánh thôi. Đấy. Chị đây. Đúng rồi. Thế thì đánh luôn. Được chưa? Rõ chưa? Công việc của bà chỉ có thế thôi. À. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Được đấy. Nó có xinh mà ngon mà tao. Xinh thì ngon thì tao chưa chắc được. Nhưng mà đẹp thế nào thì anh mới theo ý. Mày. Thì bây giờ tao cũng chưa đi gặp nó, mày phải đứng ra. Con mẹ ý. Trông như nào mà mày chẳng nói gì cả, tao cũng không biết được. Cũng không thấp lắm. Cũng không cao lắm. Không béo lắm. Cũng không gầy lắm. Không béo. Được cái là tóc dài, chuẩn dáng kiểu đáng yêu xinh xắn, tóc dài, trắng, màu đen. Tóc dài á? Anh thích tóc dài đâu. Là tóc dài là để là tóc đợi chờ đó. Thôi, không nói nhiều nữa, chờ là đến rồi. Vậy tao phải xuống thôi, tao sẽ xuống cùng mày. Tao sẽ ngồi ngoài. Nếu mà nó có làm gì mày thì mày phải nhảy vào đấy nhá. Ok. Phải nhảy vào luôn đấy. Ok, nhảy vào, đi. Mày nhảy xuống á? Mày không con dở này á? Thì mặc này không nhận ra mày là ai. Anh biết thì lại không hay. Ok. Đi. Nhớ nhưng mà mày không cần không? Tao không cần. Tao đứng ngoài mà. Đi. Mày cũng đừng manh động quá. Mày nhớ đây tao dặn kẹo chưa? Đi đi. Các bạn đóng khẩu trang đi. Bây giờ chúng mình sẽ đi thôi. Các bạn hãy chờ đợi nhá. Nhanh. Hello các bạn, thì hiện giờ mình cả Trâm đang ở cửa quán cà phê để bắt cái con Chu đây đấy. Nóc đen, đeo kính, áo màu đỏ đỏ. Mình nói ít thôi, tao nhớ. Nhưng rồi. Nhưng mà không được làm gì dạy rồi. Tao biết rồi. Tao không muốn lên phường ngay đâu, nhớ nhá. Nhớ. Nhớ chưa? Nhưng mà đúng không? Đúng rồi. Nhớ rồi. Ok, chúc bạn thành công nhá. Ừ, được rồi, cảm ơn. Chúc Trâm nhá. Thôi. Bye bye các bạn đi. Bye bye. Mình sẽ ngồi đây để đợi Trâm lên đánh game. Bye bye mọi người. Thế bạn quen Ánh từ khi nào? Làm sao mà nhớ được thế, mày có thật sự yêu Ánh không? Đương nhiên là có rồi, ai mà chẳng biết điều đấy. Thế mà nhiều người vẫn không biết cơ đáp. Ai không biết? Ánh và Hương chứ còn ai? Rõ ràng là bạn trên nam trước mà. Trên nam, mày mới là đứa trên nam thì có. Mày có biết gì về Ánh đâu mà bảo tao trên ngang? Tao mới là đứa biết nhiều về Ánh đây. Mày biết gì kể thử xem. Tao kể thử để mày biết hết à, tao đâu có ngu. Đúng là văn của kẻ cướp có khác. Chẳng biết ai cướp của ai đâu, có nghĩa mày coi Ánh là đồ chơi chứ gì. Mày nói cái gì hả con Thanh? Mày làm gì? Thank you.
Các bạn thấy Ma Trâu bọn mình có thú vị không ạ? Nếu bạn thấy thú vị thì các bạn hãy like và subscribe kênh Trash Channel của bọn mình, hãy chia sẻ clip của mình lên nhé. Và ai có ý tưởng gì thì hãy bình luận ở phía dưới, bọn mình sẽ xem xét và sẽ thực hiện những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.